Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer Lần đầu tiên, Helios cho ra mắt bộ sưu tập túi và ví với chất liệu da thật Được nạm bạc S925 sang trọng và cực kỳ thu hút Đảm bảo tính độc bản từ khía cạnh thẩm mỹ đến yếu tố ứng dụng Thêm điểm nhấn cho phong cách thời trang hàng ngày bằng những món phụ kiện chất ngầu tại link ở dưới phần mô tả tiếp tục hành trình trừ vót diệt súp của nhóm The Boys với những thành công là bút chờ bị Homeland NTR nhóm The Boys bị truy nã còn vót thì được cho phép cho Superman vào quân đội và tất cả đều phải nghe theo lệnh của chủ tịch vót là Stan Edgar aka Chicken Man trong Breaking Bad nói chung bây giờ vót là vua của mọi loại công ty đến cả chính phủ cũng không dám động vào cũng trong cái thời gian này thì vót tổ chức lễ tang cho Chen và không nhắc gì đến nhóm The Boys mà đổ tội giết Chen cho đám khủng bố giờ deep sau một thời gian nghỉ ngơi thì cũng bắt đầu nhớ với những hào quang của The Seven còn Annie thì thì bắt đầu được vót theo dệt lên mối quan hệ yêu đương với Homelander tại vì đấy là cách để làm marketing tốt nhất. Điều này khiến số người bị NTR trong nhóm The Boys tăng lên con số 2, nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài vì thực ra là Huey và Starlight vẫn đang yêu nhau và dự định sẽ cùng nhau lật đổ vót theo cách của hai người. The Boys hãy lật đổ boss theo cách của bạn. Trong lúc đó thì tin tức về việc Butcher giết Madeline bắt đầu được phân tán. Butcher thì mất tích không rõ tâm hơi, còn cả nhóm thì đang bị truy nã gắt cao hơn. Huey đề nghị là cả nhóm sẽ tố cáo vót bằng việc tìm một liều vi và họ không cần Butcher. Nhưng mà Mother's Mew gạt phăng ý đó đi ra khỏi đầu cậu. Tại tháp vót thì Homelander mới hôm trước giết Madeline xong thì hôm nay bắt đầu nhớ mùi sữa mẹ. Bố này thì để một chai sữa của Madeline trong tủ khi nào mà thèm thì bỏ ra liếm liếm tí cho đỡ thèm. Cô trợ lý Ashley thì đã được thăng chức lên làm phó giám đốc. Thông báo là đã tìm được một siêu anh hùng mới để thay thế Lucian trong The Seven. Giới thiệu với anh mặt hàng tôi mới tìm được Devil anh hùng khuyết tật đầu tiên trong nhóm The Seven. Được chứ? Ôi anh hùng lần đầu này. Ô, oh, anh biết tôi đấy à? tôi có tay siêu nhạy Ngầu đấy chứ nhưng mà nếu mà không có tài siêu nhạy thì anh sẽ rất vô dụng đúng không và thế là Homelander vỗ thủng tay của devil cho đỡ phải làm siêu anh hùng và đe dọa Ashley không được quyền tự quyết bất cứ thứ gì liên quan đến The Seven nữa trong khi đấy thì Starlight bắt đầu thực hiện kế hoạch của cô và Huey tìm đến một người bạn cũ của mình và quay clip khổ dâm của cái bố này sau đấy bắt bố này phải giúp mình vào trụ sở vót và lấy một liều hợp chất vi Huey cũng gặp vấn đề khi mà trong thành phố bắt đầu có những vụ buôn súp và y muốn nhóm đi xử lý nhưng mà hiện tại thì nhóm đang bị truy nã và bút chờ thì cũng không có còn ở đây nên là dù có muốn thì họ cũng không làm được cái gì hết hay là mình gọi cho starlight đi dạo này em thân với starlight lắm ngáo ở củ con bé chắc là bị theo dõi 24 trên 24 vót mà đến đây là đi cả lũ thế thì mình cứ ngồi mãi ở đây à thì có chân có tay làm việc đấy chứ mình là the boys mà có phải là the disable đâu thế là cả nhóm liên hệ với bà chị phó giám đốc cia mother muse kể thông tin về thằng súp mới cho bà chị bà chị vui lắm và hứa sẽ cho mother muse gặp gia đình mình nhưng mà bùm đầu bà chị phó giám đốc nổ tung và cả nhóm the boys phải chạy nhanh trước khi có buffet dưa hấu diễn ra một kẻ thù mới lại vừa xuất hiện và hiện tại thì vẫn chưa rõ kế hoạch của cái tên này là gì nhưng mà trong lúc này một thành viên mới của the seven đã xuất hiện là stormfront cô này được thêm vào bởi Stan Edgar, chủ tịch của Vought mà không hề hỏi ý kiến của Homelander. Điều này khiến người nhà đất vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức bay về tháp Vought và hỏi chuyện Edgar. Ông tự ý thêm con bé kia vào nhóm này à? Ừ, có vấn đề gì không? Ông có biết là thường thì tôi sẽ là người quyết định không? Ừ, tôi vừa giúp anh rồi đấy. Đừng có giở trò với tôi. Ông có biết tôi là ai không? Tôi là Home F Lander, cái đứa bần hèn nhất trong một cái góc nào đấy bên Campuchia có khi cũng biết cái tên tôi. Ông thích chơi chiêu à? Nghe này, Home F King Lander. Cậu ấy khả năng cao là bị ngáo đá. Vot không phải là công ty siêu anh hùng, Vot không phải là The Seven mà Vot là công ty dược phẩm, hiểu không? Cái thứ quan trọng nhất của Vot là hợp chất vi, không phải là anh. Nếu mà muốn ấy, bọn tôi có thể tạo ra 100 Home Lander cũng được. Homelander Lander cây lỏ dái nhưng mà cũng thấy ông kia nói đúng quá, thế là lại bay đến chỗ vợ bút chờ để tìm con. Trong một diễn biến khác thì giờ Deep đang gặp khủng hoảng siêu anh hùng nghiêm trọng. Đúng lúc lầm đường lạc lối thì gặp được một cái giáo phái tên là hội hỗ, hỗ trợ làm giàu siêu tốc gì gì đấy. Về nhóm Huey thì anh này đang lo cho Annie, bộ nhỡ kế hoạch này không thành công thì anh đề nghị là họ sẽ làm kế hoạch chậm lại đúng lúc đấy thì bút chờ đã trở về mọi người thì xuống vào anh long anh long nhưng mà riêng huy thì không vui vẻ gì cả và vừa trở lại là bút chờ lao đầu vào việc luôn nhưng mà huy thì không còn tin bút chờ nữa và anh này nghĩ là với tính cách của bút chờ thì chả có lý do gì mà anh này không giết medellin cả nhưng mà tất cả thì cũng chỉ dừng lại ở mức không tin cho huy chả làm được cái gì cản trở bút chờ được cả sau đó thì bút chờ đi gặp mallory người đang ở trong đám tang của bà chị phó giám đốc cia lúc trước và nhờ bà làm cách nào đó để nhóm the boys không bị cảnh sát hỏi thăm nữa còn họ thì sẽ giúp bà bắt kẻ khủng bố vừa mới đến thành phố. Homelander thì cũng tạm bỏ qua công việc tại The Boss và về nhà chơi với con trai. Nhưng mà trông thằng bé con phế quá nên là Homelander cũng bực phết. Ê cú thì mày không có sức mạnh gì à? Con không, con có sức mạnh đấy, nó gọi là siêu làm toán. Đi vào làm toán đi. Làm toán á? Thật là bro, Thế bây giờ nó phải là Superboy gia nhập Teen Titan các thứ rồi chứ Hoặc nó có thể là Sheldon và gia nhập vào đội Olympic Toán Đừng có bày trò tôi với cô thỏa thuận này mà Và cái thỏa thuận mồm lông đấy còn sống hay không là do cô đấy Và giờ thì chúng ta hiểu lý do vì sao Chờ không chết Nhưng mà chúng ta tiến đến Tháp Vought nơi đang vô cùng bận rộn Tại vì đây là lần đầu tiên nhóm The Seven có 3 thành viên nữ Một thời điểm cực kỳ thích hợp để truyền bã nữ quyền Tuy nhiên là Queen May dần trở nên có chính kiến Và làm những điều mình thích hơn là làm cu ly kiếm tiền cho Vót. Cụ thể ở đây là bỏ ngang việc để đi thăm bạn gái của mình Bồi họp báo buộc phải diễn ra chỉ có Starlight và Stormfront nhưng mà trái với việc tuân theo vót như các thành viên khác Stormfront lại hóa ra là thanh niên cứng khi mà dám tự ý phát ngôn mất não đại loại như kiểu là tôi không có dương vật nhưng mà tôi có thể vật dương cái thứ nhưng mà đấy không phải là điều tệ mà điều thực sự tệ là A Train đã quay trở lại sau cơn đau tim và Starlight như đang đứng trên đống lửa tại vì A Train có thể nói ra cô là kẻ phản bội bất cứ lúc nào sau đó thì anh bạn của Starlight lại xuất hiện bất ngờ đưa hợp chất V mà cô yêu cầu ngay tại trụ sở vót không cái ngu nào bằng cái ngu nào luôn. Ethan phát hiện ra Starlight đang giấu một cái gì đấy Nhưng mà cô đã nhanh tay nhất nó vào túi của Stormfront để ngay gần đó Và thực sự là Starlight đã nhanh tay hơn A-Train Cô ấy nhanh hơn Tuyệt vời đấy chứ Sau đó thì Starlight cũng khéo léo lấy lại chiếc túi từ Stormfront Trong lúc đó thì nhóm The Boys lên đường đi bắt thằng súp mới Và tình cờ thay thằng súp mới lại là em trai của Kimiko Nhưng mà thôi công việc là công việc Butcher vẫn phải bắt thằng em lại Nhưng mà Huey đã lao ra để cản Butcher Thế nên là em của Kimiko chạy thoát Thậm chí là tí giết hết cả bọn Butcher điên lên đòi kích Huey ra khỏi nhóm Và bảo Frenchie và Mother's Mew đi theo mình Nhưng mà hai người kia không muốn Kimiko phải rời xa em mình Nên là họ dự định sẽ tìm cách khác Nghe này anh em vợ tôi còn sống và tôi vừa trở thành hellboy cách đây một tuần đừng có mà điêu tôi mà điêu thằng Homelander nó phang vợ tôi ngay thực ra là nó đã phang rồi đấy nhưng mà Becca còn sống và tôi phải bắt thằng súp này nếu mà muốn cứu cô ấy Bút chờ khẩn khoản nhờ vả mọi người và tất cả nhất trí đuổi theo em của Kimiko hai chị em lúc này thì cũng chút dòng tâm sự nhưng mà Kimiko nhận ra là em mình đã biến chất và có dấu hiệu muốn làm khủng bố nên đã đánh ngất em mình và giao cho nhóm The Boys trước khi về thì bút chờ đấm nhẹ Huy một cái hộc máu mồm và cảnh cáo là không được cản trở anh ta từ về sau Huy cay lắm nhưng mà vẫn theo nhóm trở về ở một diễn biến khác thì Starlight chót lọt mang hợp chất vi về phòng và thông báo cho Huy mà A-Train với tính năng nghi ngờ của một người chơi Among Us đã bám theo và phát hiện ra lọ hợp chất V Starlight buộc phải lôi chuyện A-Train sát hại Popclaw ra để chữa cháy A-Train lúc này thì vẫn rất cần phim nên đành phải hạ mình trước Starlight và trả hợp chất V cho cô tiếp theo thì chúng ta đến với một nhân vật mà đã bị The Seven bỏ quên là The Deep hiện thì không tham gia vào chiến tuyến nào nhưng mà đang kiểu Redemption Arc các thứ khi mà bắt đầu nghi ngờ bản thân đặc biệt là nói chuyện về cái mang cá của mình thứ mà hắn coi là một cái điểm yếu chí mạng nhưng mà không có cái mang đấy thì bố bơi kiểu gì à bro quay lại với nhóm The boy thì để tránh tay bay vạ và gió, họ đưa tên súp kia ra ngoài biển, sau đó thì liên hệ với Mallory để bà ta cử người đến lấy hàng. Butcher thì cũng xin lỗi Huey tại vì đã đấm cậu hôm qua. Huey thì cũng chấp nhận lời xin lỗi bằng việc đấm lại Butcher. Thôi coi như hai bên hòa nhau. Homelander thì vẫn đang vui vẻ bên con trai, mặc dù là cả thằng con lẫn Becca đều không vui vẻ gì cho lắm. Homelander thì mất kiên nhẫn khi mà không những cho Ryan học toán mà Becca còn bắt Ryan học cả tiếng Tây Ban Nha, có khi sắp tới còn phải học cả giải thích. Homelander buộc phải cứu thằng con trai mình khỏi cái sự có học đấy và trực tiếp dạy Ryan cách kích hoạt sức mạnh trong bản thân. Tuy nhiên thì Ryan không không hề muốn có sức mạnh và điều này khiến Homelander cáu và nổi giận với Becca và Ryan đã thức tỉnh sức mạnh để đánh trả thằng bố mình và đuổi hắn đi. Mặc dù thế thì Homelander không những không tức giận mà còn rất vui tại vì Ryan đã trở nên giống mình. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra khi mà Homelander vắng mặt là thông tin về hợp chất vi đã được đưa lên báo chí và người lên tiếng chính là Starline Chính cô làm đúng không? Đúng đấy thì sao? Đừng quên ông là người đã đưa nó cho tôi. Thôi cùng thuyền rồi, thích thì chết chung. Đừng có mà đùa, vót mà chết thì ai trả lương cho tôi với cô? Tiền quan trọng đến thế sao? Uh, 90% những người nói câu đấy là bọn nhà giàu Và bọn nhà giàu đấy đang dần dần rút cổ phần khỏi vót Công ty đang như đứng trên đống lửa Có một số súp bây giờ mới nhận ra mình chỉ là sản phẩm từ phòng thí nghiệm Trong đó có giờ Deep Còn May thì đã biết về hợp chất V từ lâu Không những thế còn có dự định trốn thoát khỏi tờ Seven Nhưng mà Homelander đã trở về và Stan Edgar nghĩ ra một kế hoạch Tờ Seven cần phải lấy lại thiện cảm với dân chúng Không còn diễn xuất thiết thị quảng cáo nữa Cả đội sẽ lên đường bắt em trai của Kimiko Nhưng mà Homelander tuyên bố anh không làm điều này vì vót hay là vì Stan Mà là vì bọn tao là The Seven bọn tao là siêu anh hùng hợp chất vi hay là nacl hay là h 4 gì không cần biết nếu mà không làm được bts thì bọn tao làm liên minh công lý thế tôi và thế là The Seven lên đường. Trong lúc đó thì nhóm The Boys đang ăn mừng tại vì Huey vừa lật tẩy được vót nhưng mà mừng chưa được bao lâu thì thằng em của Kimiko thoát ra và đánh hạ chiếc trực thăng mà Mallory gửi tới. Nhóm The Boys cũng vì thế mà lộ vị trí và người đầu tiên đến phá là The Deep, mặc dù là không ai nhờ nhưng mà vẫn đến gọi các bạn cá mập đến để phá thuyền, buộc nhóm The Boys phải lao lên bờ và đâm xuyên qua con cá voi của The Deep. Quả này khá là sang chấn tâm lý đấy, nhưng mà The Seven đã đến nơi. The Deep nhân cơ hội để công khai xin lại vào The Seven và có vẻ là đã thành công được một tí. Sau đó thì The Seven đi vào cống tìm The Boys, A chuyên chạy đi được một tí thì thở không ra hơi, tim đập như cái máy rung và Homelander đã phát hiện ra cái điều này. Nhóm The Boys gần như đã trốn thoát được nhưng mà Hughie là người đi sau cùng và gặp được Starlight, nhưng mà vì Homelander ở đó nên là Starlight phải tấn công Hughie, Homelander bắt Starlight phải giết Hughie nếu mà không thì sẽ la ra cả hai đứa ngay tại chỗ. May là Butcher lại quay trở lại để cứu Hughie và để gia tăng hỏa lực thì thả em của Kimiko ra. Sau khi tấn công Homelander thì em của Kimiko cũng bỏ chạy luôn, nhưng lúc đấy thì nhóm The Boys cũng cùng nhau bỏ trốn. Và cái hành động dũng cảm của Butcher đã lấy lại tình anh em trong Hughie nhưng mà tình chị em của Kimiko thì khả năng là sắp hết rồi khi mà Stormfront chặn đầu cả hai có lý do để Stormfront trở thành thanh niên cứng không ngại va chạm với Homelander tại vì bà này cũng khá mạnh một mình cần hai chị em cân luôn cả người dân sống ở đây cụ thể là người da màu tại vì Stormfront là một bà phát xít phân biệt chủng tộc sau một hồi giao chiến một chiều thì Stormfront kết liễu em của Kimiko Homelander đến nơi nhưng mà bị mất phần nên là cũng khá tức buổi họp báo diễn ra tiếp theo sau đó của Vought đã thông báo là họ không hề biết gì về hợp chất vi và đổ tội cho Madeline giám đốc qua cố của Vought. bên cạnh đó thì Stan Edgar cũng tẩy trắng thay đen cho The Seven Khi mà Stormfront đã có công ngăn chặn khủng bố Điều này khiến người dân lại một lần nữa tin vào The Seven Còn Homelander thì tức điên Tại vì bị mất hào quang nhân vật chính Chưa dừng lại ở đấy thì Stormfront tiếp tục làm một cái phiên live stream Mega Live 40 tiếng Nói về nhân quyền các thứ, vận động mọi người đứng dậy đấu tranh Homelander điên quá nên là đến một căn nhà ngoài thành phố Và thật bất ngờ Madeline vẫn còn sống hoặc là cảnh này sẽ ám ảnh bạn hết đời Tại vì Madeline này là do Doppler Ganger biến hình Và tác dụng duy nhất của hắn là quan hệ với Homelander theo nghĩa đen Về nhóm The Boy, thì Butcher trao toàn bộ quyền hạn cho Mother's Mew Và một mình tấn công vào trụ sở của Vought để giải cứu Becca Nhưng có một vấn đề là Black Noir lại đột nhiên hứng thú với Butcher Và bắt đầu truy lùng Butcher Trong lúc đấy thì Starlight bị Homelander tiếp tục hỏi thăm Vì lần trước cô đã không xuống tay với Hughie. Mắt anh sáng nhưng mà dáng anh không hiền Homelander thì không ngu đến mức mà tin vào lời Starlight mà là có Khi mà Starlight bảo là cô không phải là loại rất người bừa bãi Nghe khá là giống chửi Homelander Nhưng mà Homelander vẫn tha cho Starlight Nhưng mà sau vụ này thì Annie bắt đầu cuốn ra đài rồi đấy Không dám quay lại tháp vót nữa Hu Huy buộc phải xin Mother's Mew cho Annie nhập nhóm để đi điều tra Homelander sau đó đến gặp Adrian và đuổi bố này ra khỏi tờ Seven Lý do là vì team của Adrian lúc này không khác gì một quả bóng bay Có khả năng nổ bất cứ lúc nào Bút chờ tối hôm đó thì đã đột nhập được vào nhà của Becca Và ở đây hai người có một bữa buffet Trước khi chờ nói cho Becca kế hoạch của mình Là anh sẽ đưa hai mẹ con ra khỏi đó vào sáng ngày hôm sau. Homelander thì vẫn không biết gì về cái chuyện này mà vẫn phải lo nhiều vấn đề tại vót. Đầu tiên là việc Queen Maeve đang có dấu hiệu là qua cầu rút ván liên tục cặp cỡ cô người yêu đồng tính của mình. Thứ hai là Stormfront thì bắt đầu chiếm được thiện cảm của công chúng và trở thành siêu anh hùng số 1 nước Mỹ. Homelander bắt đầu thấy như một TikToker bên sườn dốc sự nghiệp rồi đấy khi mà liên tục bị các meme thủ công kích trên mạng xã hội. Thế là bố này điên như một thằng Weibo vừa xem xong season 4 của Attack on Titan lao thẳng đến phòng của Stonefront. Nhưng mà trái với tất cả những người mà Homelander từng đối đầu trước đây thì Stonefront lại khá cứng và tự tin bật lại Homelander và đưa ra luận điểm về sự nổi tiếng nghe cũng khá là có lý. Thế là Homelander chả biết làm gì đành phải bỏ đến ngôi nhà thân thương nơi mà có người mẹ Madeline ân cần. Nhưng một lần này thì Homelander lại thành Mr. Zero, không cần thêm một ai nữa ngoài trừ bản thân. Double Ganger không hiểu ý mà lại tự biến thành Homelander, định lao vào biếm chu và Homelander biến thành thợ bấm hượt chuyên nghiệp luôn, chỉnh lại xương cổ giúp cho Double Gangler. Với nhóm The Boys thì Frenchie và Kimiko xảy ra xung đột khi mà Frenchie thấy Kimiko đang đau buồn vì mất em trai, nhận định nhân cơ hội là một pha tình dục làm hoa nhưng mà bất thành suýt bị Kimiko bóp chết còn nhóm của Mother's Mew thì đã điều tra được là Stormfront thực chất là một siêu anh hùng đã xuất hiện cách đây 70 năm có tên là Liberty và đây cũng là người mà chị phó giám đốc CIA bị nổ vỡ đầu điều tra Butcher cũng đến để đón Becca như lời hứa nhưng mà cô đã từ chối không đi tại vì Becca biết là Butcher sẽ không để cho con mình yên ổn khi đưa đi nhưng mà để nó lại thế giới thì sẽ có thêm một Homelander khác nên là buộc Becca phải ở lại chăm con và thế là kế hoạch giải cứu của Butcher thất bại việc Becca không muốn đi cùng làm Butcher suy lắm không muốn đấu tranh với bất kỳ cái gì nữa, gọi điện cho Huey mong cậu là tự lo liệu còn mình thì sẽ đi du lịch một chuyến. Huey thấy giọng điệu của bố chờ có vấn đề nên là kể hết cuộc nói chuyện cho Mother May, trở lại với Homelander bố này bắt đầu chuỗi ngày dí Queen May đến chết liên tục Bắt Maeve tham gia quảng bá cho cộng đồng LGBT. Uh, Mave thì chỉ biết lẳng lặng làm theo tại vì sợ cô bạn của mình bị liên lụy. Nhưng mà cô bạn Elena của Mave thì không chịu được cảnh cứ phải diễn đồng tính trước máy quay nên là khóc lóc bỏ đi. Mave đuổi theo và hứa sẽ đấm vỡ mồm thằng khốn Homelander để giải thoát cho cả hai. Trong lúc đấy thì có một tin tức bất lợi cho Homelander. Tại vì khi bố này hành nghề ở Châu Phi đã vô tình xiên đôi một người dân vô tội. Thế là người dân bắt đầu biểu tình tẩy chay Homelander. Tom Fran đề nghị giúp giải nguy nhưng mà Homelander bảo không cần và tự ý bay đến buổi biểu tình và phát biểu mấy câu như là tao là bố chúng mày chúng mày là con tao đám đông thì vẫn nổi điên tại vì lần trước cái câu kia có tác dụng phết thế là homelander bực quá la dài hết đám kia luôn nhưng mà đấy là bố này nghĩ thế thôi Rồi về sau nhận ra là cái hành trình siêu anh hùng của mình thì vẫn còn dài chưa thể dừng lại được Nên là đành bay đi tìm Stormfront để hỏi về cách có thiện cảm trước công chúng Lúc này thì Stormfront dạy Homelander cách để chế dark meme trên internet các thứ Và điều đấy thực sự có tác dụng Về nhóm The Boy, thì Kimiko sau cái chết của em trai đã không còn thiết tha cái gì nữa Bắt đầu đi nhận những nhiệm vụ giết chóc để thỏa mãn bản thân Frenchie cố ngăn cản nhưng mà không thành Bút chờ thì bảo là đi du lịch nhưng mà thật ra là về thăm bà gì của mình và trùng hợp là Mother Smee biết về bà gì này nên đã đến đây để hỏi chuyện Bút chờ. Nhưng mà có một kẻ họ ngại đối đầu nhất lại xuất hiện ở đây chính là Black Noir. Mother Mew thì nghĩ ra cách để cao tờ bọn vót là bọn này sẽ không dám giết người ở nơi công cộng tại vì ảnh hưởng đến danh tiếng nên là Mother Smee đã gọi đội cứu hỏa đến. Nhưng mà đây chỉ là một cái phương pháp ngắn hạn chứ cũng không thể nào thoát ra khỏi đấy nên là Mother Smee và Bút chờ đã cài đặt một vài cái bẫy để phòng trường hợp Black Noir xông vào đúng như lý thuyết Black Noir xông vào ngôi nhà phát nổ nhưng mà Black Noir thì vẫn còn 99% HP bút chờ tính lao ra solo cho những người khác bỏ chạy nhưng mà thế thì không khác gì một thằng cu vừa tải Elden Ring về và con boss đầu tiên ngập là Malenia bút chờ ăn hành sấp mặt Mother's Mew và Huey ở lại trợ giúp để giải cứu cả bọn bút chờ đe dọa là mình có hình ảnh về đứa con của Homelander và sẽ public lên mạng chủ tịch của VOD là Stan Edgar nhìn qua một chiếc màn hình trên người Black Noir và nắm được tình hình ông này thỏa thuận sẽ tha cho bút chờ nếu mà bút không đăng clip lên mạng và nhóm The Boys tạm thời sống sót cập nhật tình hình The Seven thì The Deep sau khi tham gia vào giáo phái đã cưới vợ và tích cực quảng cáo cho cái giáo phái này. A Train sau khi bị clickbait xem quảng cáo của The Deep thì lại thích quá nên là cũng có ý định tham gia. Win May cũng tìm đến The Deep nhưng mà không phải để tham gia giáo phái mà là để nhờ bố này giúp mình bù lại thì sẽ giúp hắn trở lại The Seven. Còn Starlight thì đã đột nhập vào nhà của Stormfront để tìm hiểu về Liberty và phát hiện ra là Stormfront có liên quan gì đấy đến một khu trại tên là Sage Grove. Stormfront đột nhiên tiến vào và nói ra là đã biết toàn bộ sự thật về Starlight. Stormfront đã biết Starlight là người đưa tin về hợp chất vi cho báo chí Starlight đành phải lôi cái vụ Stormfront là Liberty ra để làm hòa Và chúng ta cũng biết được Stormfront không phải là một kẻ phân biệt chủng tộc Mà coi Sup là một chủng loại thượng đẳng và muốn thống trị loài người Đúng lúc đấy thì Homelander tiến vào và cảm ơn Stormfront vì đã giúp mình có thêm được điểm sâu số credit Và hai người ăn mừng bằng việc lao vào phang nhau tới tấp theo đúng nghĩa đen Thậm chí Homelander còn la ra cả Stormfront Nhưng mà càng bắn thì Stormfront lại càng phê Thế là Homelander nhận ra đã tìm được nửa kia cuộc đời rồi Hai người liên tục phang nhau tới tấp Và từ đấy về sau thì Stormfront với Homelander gặp nhau ở đâu là phang nhau ở đấy Starlight sau khi bị đe dọa thì đã quyết định sủi luôn khỏi vót nhờ Frenchy gỡ chip định vị trên người sau đó thì đưa thông tin về viện tâm thần Sage Group cho Butcher tuy đã chính thức đổi phe và có những thông tin quan trọng nhưng mà Butcher vẫn không tin tưởng Starlight tại vì đơn giản cô là súp mà súp thì không tốt nói chung là não bút trời thì chỉ nghĩ thế thôi chơi cãi nhau xong thì stormfront bay đến thì ra là cô này điều hành cái viện này và có một tên cận vệ khác tên là lam lighter với sức mạnh là một cái bật lửa cựu thành viên của the seven và cái tên này có một mối thù với nhóm the boys trước kia khi mà họ còn làm việc cho cựu giám đốc cia maroli tên lam lighter này đã thiêu chết cả nhà maroli đen cho nhóm the boys là trong lúc đột nhập thì lam lighter đã nhận ra franchi và hai bên đánh nhau lam lighter vô tình đốt cháy một cánh cửa và thả ra một tên súp vô cùng nguy hiểm một mình clear cả viện và giải thoát cho các bệnh nhân khác buộc lam lighter phải hợp sức với the boys để thoát ra ở phía ngoài thì một bệnh nhân thoát ra vô tình tấn công nhóm butcher và khiến cho Huey bị thương Đốt vết thương lại đi tôi không làm được quanh đây không có điện năng lực kiểu chó đấy tôi là cái bóng đèn mà bro trường hợp bất khả kháng thì butcher đành phải bỏ nhóm kia lại và đưa Huy đi cấp cứu nhóm franchi thì cũng đã tìm được một nơi an toàn để cho franchi có thể chế một vài dụng cụ để đánh súp lúc này thì ta biết được lần cách đây 5 năm trước thì mother's Mill, franchi và butcher đã lập nhóm the boys dưới trướng của mallory lam lighter đã bị nhóm tóm vào gãy buộc phải đưa thông tin về vót cho Mallory nhưng mà sau cùng thì Lam Lighter đã làm phản và giết Mallory để được giải thoát nhưng mà vô tình đã giết những đứa cháu của Mallory. Francie được giao canh chừng Lam Lighter nhưng mà đã bỏ đi giữa chừng để về nhà đưa một người bạn đi cấp cứu nên đã không thể cản Lam Lighter. Lam Lighter tuy giết người không ghê tay nhưng mà vẫn còn một chút nhân tính, thừa nhận là không hề biết ở đó có trẻ con và chỉ định giết Mallory thôi. Và khi mà cảm giác tội lỗi quay về thì Lam La đã quay xe và giúp nhóm The Boys. Đấy nha, hợp chất vi này sẽ giúp có sức mạnh nhưng mà chỉ trẻ con là hoạt động tốt thôi, còn tiêm vào người lớn ấy thì sẽ có đứa bị dở hơi, đứa bị chập mạch. Mục tiêu của Vot ấy là tạo ra loại vi có thể tiêm phát vào người lớn và hợp lập tức biến thành Xuân Goku Super Saiyan các thứ luôn. Và chúng nó cử tao ở đây để tiêu diệt những cái thằng mà không biến được thành Goku mà biến thành Naruto. Ơ ờ, tao tưởng Vought là công ty giải trí. Đúng lúc đấy thì Stormfront lại và Lam Lighter đã không tố cáo nhóm The Boys và chỉ đường thoát cho cả nhóm. Sau đấy thì cũng đi theo The Boys luôn. Tại khu rừng thì Mallory cũng đến và muốn giết Lam Lighter nhưng mà Frenchy đã xin cho Lam Lighter được sống tại vì họ sẽ cần hắn trong tương lai. Một vài tình tiết về The Seven thì Mae đã nhờ được The Deep đi tìm lại chiếc máy bay mà Homelander đã bỏ mặc và tìm được một vài đoạn video để tố cáo bố này. Cô dự định sẽ dùng nó để Homelander tha cho mình. A Train thì lúc này nghe theo lời của The Deep và tham gia giáo phái, còn Homelander thì nhận ra Stormfront đã lừa dối mình bấy lâu nay. Stormfront phải nói sự thật là mình là một phát xít Đức đến hôm nay đã hơn 100 tuổi và cô cũng chính là vợ của người sáng tạo ra hợp chất vi. Mục đích của Vot không phải là tạo ra idol TikTok kiếm phim bán hàng Mega live mà là tạo ra một giống loài thượng đẳng vượt xa con người thống trị thế giới và Homelander là sinh vật hoàn hảo nhất để lãnh đạo giống loài này. Về nhóm The Boys thì sau khi có sự hợp tác của Lam Lighter dự định sẽ lập ra một phiên điều trần để tố cáo Vot, Lam Lighter sẽ đứng ra làm chứng và họ sẽ có thêm sự trợ giúp từ Victoria Newman, một người làm trong quốc hội và cũng vô cùng căm ghét Vot để củng cố thêm bằng chứng thì Mallory đã thuyết phục được người đứng đầu Bộ viện nghiên cứu vod aka người tạo ra homelander đứng ra chống lại hắn ta và mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ thì starlight bị mẹ gọi ra nói chuyện và vô tình để lộ ra vị trí thế nên là black loa đến và bắt starlight về homelander và storm thì cũng bắt đầu chiến dịch của mình để khi mà khẳng định nước mỹ đang bị nhiều kẻ siêu phản diện xâm chiếm và họ sẽ cần thêm nhiều súp hơn để bảo vệ người dân Người dân thì cũng kiểu NPC thôi, hưởng ứng kịch liệt Và Homelander cũng tuyên bố luôn là đã bắt được kẻ phản bội là Starlight Huey biết được tin tức về Starlight đã cầu xin Lamplighter đi giải cứu Và bố này đồng ý Với kinh nghiệm sống ở Tháp Vót nhiều năm thì Lamplighter đã dẫn Huey vào trong chót lọt Nhưng mà khi vào trụ sở của The Seven thì Lamplighter thấy tượng của mình đã bị thay thế bằng tượng của Starlight Và sốc khi mà biết cả cuộc đời mình là một kẻ thất bại nên đã tự thiêu Và ngọn lửa vô tình kích hoạt hệ thống báo động và Starlight bỏ trốn thành công. Starlight phải đối đầu với bách Noir bên ngoài và may mắn được Queen May giúp đỡ. Huey sau đó cũng cứu được mẹ của Starlight và ba người cùng nhau bỏ chạy. Việc thiếu đi Lem Lighter ảnh hưởng một chút đến phiên điều trần nhưng mà họ vẫn còn người bố của Homelander ra làm chứng. Nhưng mà đột nhiên đầu của tất cả mọi người nổ lần lượt, lượt như pháo hoa giao thừa. Kế hoạch tố cá vót thất bại bởi một người bí ẩn nào đấy và một lần nữa The Boys lại thất bại. Tô lại trước đấy một lúc thì Homelander đã đưa Stormfront đến gặp Ryan và dự định sẽ để cô làm mẹ Ryan trong thời gian tới và kích Rebecca khỏi cái nhà này Bắt đầu bằng việc cho Ryan biết là cậu bé đang sống trong một cái cũi Và vì lý do này, Ryan đã chính thức bỏ mẹ theo cha Việc khủng bố tấn công phiên điều trần đã khiến Tổng thống Mỹ phát lệnh là cho phép sử dụng hợp chất vi trên toàn quốc Ai có súng dùng súng, có vi dùng vi, miễn sao bảo vệ được bản thân và ngăn chặn kẻ xấu là được Và vót chính thức trở thành bố của nước Mỹ Nhóm The Boys thì không còn định nhờ vả vào nhà nước nữa mà tự đối đầu trực tiếp với The Seven luôn Nhưng mà Starlight đề nghị là sẽ tìm được nhân chứng khác và nhân chứng đó là Queen Maeve Nhưng mà cô từ chối tại vì muốn bảo vệ người thân của mình Homelander trở lại tháp vót và nắm được tình hình. Black Noir thì đã phế vật, còn tờ chuyển sinh thành Slam và hắn cũng đoán được là kẻ làm nổ đầu người kia có liên quan đến Stan Edgar, người lúc này đang có cuộc gặp với chủ giáo phái của The Deep. Qua cuộc nói chuyện thì chúng ta biết được là Adrian đã bị kích khỏi The Seven là vì Fun phân biệt chủng tộc với Adrian là chính và Edgar tạm thời đang phải chiều bố này tại vì chưa biết cách để cao tờ giống như Homelander. Adrian nghe được cuộc trò chuyện và muốn trả thù Fun, thế nên là lấy toàn bộ hồ sơ của Fun và đem đến cho Starlight và Hughie. Mục đích thì cũng chỉ là để trở lại The Seven thôi chứ không có ý tốt gì cả. Sau đó thì Sen SG cũng gặp mặt Butcher và thừa nhận là mình không kiểm soát được Stormfront và đề nghị một thỏa thuận với Butcher là giành lại Ryan và nộp cho Vought để dùng nó kiểm soát Homelander và không nghe theo lời Stormfront nữa. Butcher đồng ý và kế hoạch bắt đầu được thực hiện. Tin tức về Stormfront là một con khọm già phát xít phân biệt chủng tộc bắt đầu được lan truyền, buộc Stormfront phải về Vought để kiểm tra. Homelander thì cũng bị sóng âm do Frenchy dàn dựng thu hút. Ryan lúc này ở một mình, Butcher và Rebecca vào trong giải cứu được cậu bé và Butcher quyết định sủi kèo không nghe theo SG mà để Ryan trở về bên vòng tay của Rebecca nhưng mà chưa kịp đi thì Stormfront tới nơi và trận chiến nổ ra Starlight với sức mạnh của một quả flash thì liên tục là mù mắt Stormfront Kimiko là vào đấm đấm các thứ bên ngoài thì mấy ông kia cứ bắn 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 cho đến khi Queen May xuất hiện Ba đánh 1 không chột cũng què. Stormfront bị đấm cho không ngẩng đầu lên được và buộc phải bay đi mất và đuổi được nhóm bút đang bỏ chạy. Thế mà hai người phàm thì không làm hại được Stormfront nhưng mà Ryan đã kích hoạt bản năng vô cực biến Stormfront thành người thực vật suốt quãng đời còn lại nhưng mà cũng vô tình giết chết mẹ của mình. Trước khi ra đi thì Rebecca muốn bút chờ hứa sẽ chăm sóc cho Ryan và cô sinh năm 86 nhớ lộn ngược lại. Homelander thì sau khi biết mình bị lừa cũng bay tới và chứng kiến Son nằm liệt một chỗ. Ryan thì đi về phía bút chờ. May phải xuất hiện và đe dọa Homelander không được động đến cô và Elena nữa. Nếu không cô sẽ public cái đoạn video máy bay trên khắp mạng xã hội kể cả bon hấp. Homelander thì trong một hôm mất cả người yêu, mất cả con và mất cả mặt nên buộc phải công nhận công trạng của May và Starlight và đổ hết tội lỗi lên đầu của Son Fun để giải vây cho Vot. A cũng được trở lại The Seven. The Deep thì chưa. Ryan thì được đưa cho Mallory nuôi dưỡng và nhóm The Boys không bị truy nã nữa. Một cái kết có hậu cho nhóm The Boys khi mà họ tạm thời cầm chân được Homelander nhưng mà một plot twist diễn ra khi mà trưởng giáo phái của The Deep bị nổ vỡ đầu và người làm chuyện đó chính là Victoria Newman. Cô này là người chống lại Vought nhưng mà cũng đồng thời là người bảo vệ Vought. Thực hư mọi chuyện là như thế nào? Nhóm The Boys sẽ phải đối mặt ra sao khi mà đồng minh của mình lại chính là kẻ thù thì tất cả sẽ có trong The Boys mùa 3. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.